Ngày 20 tháng 5 vừa qua, Ames English đã phối hợp cùng Hội đồng Anh tổ chức thành công hội thảo chuyên sâu kỹ năng IELTS dành cho học viên của Ames. Chương trình có sự tham gia của đông đảo các bậc phụ huynh và các bạn học viên. Khách mời của buổi hội thảo là ông Benjamin Eichen, IELTS expert đến từ Hội đồng Anh. Buổi hội thảo diễn ra trong không khí sôi nổi, đem đến rất nhiều kiến thức bổ ích cho những người tham dự. Đây là cơ hội giúp các bạn học sinh được lắng nghe những chia sẻ về kỹ năng làm bài để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi IELTS. Là đối tác vàng của Hội đồng Anh, Ames English luôn mong muốn mang tới nhiều chương trình bổ trợ kiến thức hữu ích, chất lượng cho các bạn học viên tại Ames. Bản thân anh thì là có con đang học ở Ames và anh thấy rằng khi mà bố biết tiếng Anh và có một cái khả năng tiếng Anh tốt thì có thể giúp con được nhiều hơn. Đấy là một trong những nguyên nhân, những lý do anh đến đây. Thứ hai là anh cũng là một giáo viên tiếng Anh tiểu học ở một trường quốc lập. Thế nhưng mà anh thấy rằng cái tiếng Anh của anh vẫn cần phải tiếp tục, cần phải improve, tiếp tục nâng cao hơn nữa. Vậy mà anh quyết tâm là sẽ thử xem mình đang ở mức độ nào và tiếp tục sẽ nâng cao hơn. Đấy, và cái buổi hôm nay thì anh thấy là một cái buổi hội thảo rất tuyệt vời, bởi vì thầy là chuyên gia của Hội đồng Anh và mang đến những cái tip, những cái kỹ năng làm bài. Anh mới xem được phần 1 thôi, đấy là phần speaking test. Thì anh thấy là rất hữu ích, mà từ trước nay mình vẫn còn thiếu cái điểm này. Hôm nay mình đã được mở ra nhiều cái cửa mới. Về buổi hội thảo ngày hôm nay thì với riêng cá nhân tôi cũng như là Ames nói chung thì đánh giá buổi hội thảo này là buổi hội thảo vô cùng quan trọng và cần thiết đối với cả tất cả những học viên đang học IELTS ở hệ thống Anh ngữ Ames. Thì chúng tôi phối hợp với cả Hội đồng Anh để tổ chức ra cái buổi hội thảo gồm hai kỹ năng là gồm có nói và viết, hay ở trong tiếng Anh còn gọi là speaking và writing. Thì hai cái kỹ năng này có thể nói là hai kỹ năng mà đạt bên điểm rất là khó trong cái kỳ thi IELTS. Và buổi hội thảo này chúng tôi nhằm mục đích để hướng đến cho học viên có cái nhìn tổng quan hơn về kỳ thi IELTS, cũng như là để cho các bạn trang bị những cái kỹ năng cũng như là chiến thuật để làm bài, để làm sao mà trước khi bước vào kỳ thi thật các bạn có cái sự tự tin nhất định và có được những cái lợi thế để đạt được cái điểm IELTS cao như mong muốn của các bạn. Như các bạn cũng biết bây giờ thì với nhiều trường đại học ở Việt Nam thì các trường bây giờ cũng có xu hướng là sẽ tuyển thẳng đầu vào, là khi các bạn có IELTS điểm số là 6.0 hoặc 6.5 hoặc cao hơn. Ví dụ như là Đại học Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ và Học viện Tài chính đó. Thì tôi nghĩ là với IELTS, có điểm IELTS như vậy thì cái cơ hội để các bạn trở thành sinh viên đại học của những trường nổi tiếng và những trường top đầu của Việt Nam là hoàn toàn có cơ hội. Về cơ hội để đi du học thì với IELTS các bạn có từ 6.5 lên đến 7.5 hoặc 8.0. Thì cái lợi ích to lớn nhất đấy chính là các bạn có cơ hội để giành được cái học bổng vô cùng giá trị ở bên nước ngoài. Ví dụ như tôi là muốn nói là ở một số các nước như bây giờ như là Mỹ hay Anh và Phần Lan, thì đó là những nước mà có rất là nhiều học bổng cho học viên, đặc biệt là ở Việt Nam và các nước đang phát triển. Thì khi bạn có được những cái IELTS điểm số cao như vậy kết hợp với cái khả năng tự tin và cái kiến thức của mình thì cái cơ hội để bạn giành học bổng ra bên nước ngoài là hoàn toàn có. Thứ nhất, đấy chính là về cái khả năng mà mình tìm kiếm cơ hội việc làm, không chỉ ở Việt Nam mà còn có thể ra bên nước ngoài để mình làm việc và các công ty đa quốc gia. Thì khi mà bạn có chứng chỉ IELTS kết hợp với cả sự tự tin về chính cái kiến thức mà bạn đã từng học ở trên ghế nhà trường thì tôi đảm bảo chắc chắn rằng là nhà tuyển dụng sẽ đánh giá rất là cao về một ứng viên như vậy. Và khi mà bạn có IELTS thì cái mức lương của các bạn cũng sẽ khác hoàn toàn. Về Ames thì tôi chỉ biết dùng một từ để chính là rất là tự hào. Vì chúng tôi đã có 15 năm kinh nghiệm trong quá trình đào tạo và huấn luyện cho những học viên IELTS ra trường. Về ước lượng thì chúng tôi có khoảng tầm 100.000 học sinh trong vòng 10 năm qua. Và chúng tôi đã đào tạo được cho rất rất là nhiều học sinh ra trường với điểm IELTS và cái cơ hội mà việc làm cũng như là đi du học của họ đã thành hiện thực. Thì đó là một trong những cái niềm tự hào, vô cùng tự hào của tôi khi mà tôi làm việc và gắn bó với Ames. Và mục tiêu sau cùng là chúng tôi mong muốn cho tất cả những học viên đã và đang học ở Ames sẽ có cái điểm IELTS như mong muốn và đạt được sớm hơn so với cái thời gian mà các bạn đăng ký học ở tại trung tâm.